lâm nguy khi hàng nghìn người biểu tình rầm rộ ở Paris đòi đưa Pháp ra khỏi NATO. Tại Paris, bắt đầu cuộc biểu tình thứ hai ủng hộ việc đưa Pháp ra khỏi NATO và phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hoạt động này do lãnh đạo của phong trào Những Người Yêu Nước Pháp, ông Florian Philippot tổ chức. Cuộc tuần hành bắt đầu từ ga tàu điện Port Royal ở quận 14 của Paris, ước tính có hàng ngàn người tham gia. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ với dòng chữ vì hòa bình trên áp có thể đọc thấy được những dòng chữ lớn, không thế chiến thứ ba, hãy rời khỏi NATO. Pháp là nước đầu tiên cung cấp vũ khí tấn công cho Ukraine. Các thành viên biểu tình hô vang mau rời khỏi NATO, tự do và chủ quyền. Như ông Florian Philippot thông báo trên Twitter, hoạt động này đang diễn ra ở 29 thành phố trên khắp nước Pháp. Trước đó hàng nghìn người biểu tình ở thủ đô Đức hôm thứ bảy đã lên án việc chính phủ cung cấp vũ khí cho Ukraine và kêu gọi đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh. Cảnh sát cũng cho biết có khoảng 13.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở cổng Brandenburg mang theo biểu tượng của Berlin, trong khi các nhà tổ chức tuyên bố rằng 50.000 người đã tham gia. Trước đó, thì thủ lĩnh phong trào những người yêu nước Pháp nói rằng chiến lược của NATO hàm chứa nguy cơ đe dọa bùng nổ Thế chiến thứ ba. Ông cũng đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc cấp kinh phí cho Kiev để mua vũ khí và phản đối việc Pháp cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông gọi dự án mà EU đồng ý về hỗ trợ Ukraine với số tiền 18 tỷ euro là điên rồ. Trước đó, thì tuần hành vì hòa bình đã diễn ra tại Paris vào ngày 12 tháng 2. Nga cảnh báo thảm họa hạt nhân nếu phương Tây vẫn tiếp tục cấp vũ khí cho Ukraine. Ngày 28 tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có nguy cơ gây ra thảm họa hạt nhân toàn cầu. Các đối thủ của Nga đang làm điều đó, họ không muốn hiểu rằng mục tiêu của họ chắc chắn sẽ dẫn đến sự thất bại hoàn toàn, tổn thất cho tất cả mọi người, mọi thứ sụp đổ, ngày tận thế, ông Medvedev nói thêm. Cùng ngày, đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechayev cũng chỉ trích quyết định của Berlin khi cung cấp xe tăng Leopard cho Kiev. Chính phủ của Đức không chỉ chấp thuận cung cấp xe tăng hạng nặng Leopard cho Kiev, mà còn cho phép các quốc gia sở hữu những phương tiện sát thương này tái xuất chúng sang Ukraine. Chúng tôi coi quyết định này là cực kỳ nguy hiểm, nó công khai đưa xung đột lên một mức độ leo thang mới và đi ngược lại với những tuyên bố trước đây mà các nhà chính trị gia Đức về việc Đức sẽ không trở thành một bên tham gia xung đột, ông Nechayev tuyên bố. Ngày 25 tháng 1, chính phủ của Đức thông báo kế hoạch cung cấp cho Ukraina 14 xe tăng Leopard 2, đồng thời cũng cho phép các nước khác cung cấp xe tăng này cho Kiev. Ngày 7 tháng 2, Đức tiếp tục phê chuẩn việc cung cấp 178 chiếc Leopard 1A5 từ kho dự trữ của nước này. Xe tăng của Đức dự kiến sẽ đến Ukraina chậm nhất vào tuần cuối cùng của tháng 3. Người phát ngôn của tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng nói rằng Moscow coi việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine là sự ngăn cản ngày càng gia tăng của nước này với cuộc xung đột ở Ukraine. Cựu Tổng thống Nga Medvedev hôm 22 tháng 2 đã tuyên bố Moscow sẽ tự bảo vệ mình bằng mọi cách, kể cả vũ khí hạt nhân. Tất cả các cường quốc đều thấy rõ rằng nếu Mỹ muốn đánh bại Nga, chúng ta sẽ hướng tới một cuộc xung đột trên quy mô toàn cầu. Nếu Mỹ muốn đánh bại Nga, chúng tôi có quyền tự vệ bằng bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả vũ khí hạt nhân, ông Medvedev nhấn mạnh giới chức của Nga từng nhiều lần tuyên bố sẽ sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của nước này và các vùng lãnh thổ xác nhập bằng mọi biện pháp, bằng mọi biện pháp có thể, kể cả vũ khí hạt nhân. Theo học thuyết hạt nhân của Nga, Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu đối phương sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga và đồng minh hoặc khi sự tồn tại của Nga bị đe dọa tháng 12 năm ngoái tổng thống nga vladimir putin xác nhận kho vũ khí hạt nhân là yếu tố bảo đảm chính cho chủ quyền của nga đồng thời cũng cam kết các loại vũ khí mới có thể sớm được đưa vào sử dụng nga được cho là hiện sở hữu kho đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới vào khoảng 5.977 đầu đạn hạt nhân tính đến năm 2022 so với 5.428 đầu đạn hạt nhân của mỹ ông putin cảnh báo mỹ nhào nặn thế giới đơn cực quay quanh mình Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Russia One ngày 28 tháng 2, tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moscow đang nỗ lực tạo ra một thế giới đa cực chứ không phải như Mỹ đang nhào nặn thế giới đơn cực quay quanh mình. Theo ông Putin, các vệ tinh quốc gia của Mỹ nhận thức rõ những ý định ích kỷ này nhưng nhắm mắt làm ngơ vì nhiều lý do, trước hết là do sự phụ thuộc quá lớn vào kinh tế và quốc phòng. Ông Putin nói thêm rằng một số đồng minh của Washington xem việc đối đầu với Nga là một nguyên nhân để cho họ đoàn kết, làm lu mờ đi sự khác biệt nào đó giữa các nước này với Mỹ. Nhà lãnh đạo của Nga nhắc lại việc úc rút khỏi hợp đồng với nhà sản xuất Pháp để ký một thỏa thuận mua tàu ngầm với Mỹ, đồng thời cũng lưu ý rằng Washington đang cố gắng thu hút các doanh nghiệp của châu Âu đến nước này. Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow không thể và sẽ không hành xử như vậy. Tổng thống Putin nói rằng giới tinh hoa của phương Tây sẽ chỉ sẵn lòng kết nạp Nga vào gia đình các quốc gia văn minh nếu Nga tan rã, thành nhiều quốc gia độc lập, sau đó đặt các quốc gia nhỏ này dưới sự kiểm soát của phương Tây. Bình luận về quyết định rút Nga ra khỏi hiệp ước New Start, hiệp ước về hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga, ông Putin cho biết động thái này là cần thiết để bảo vệ an ninh cũng như là sự ổn định chiến lược của Nga. Theo Tổng thống Nga, ông đưa ra quyết định này ở trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày càng hung hăng hơn và khi tuyên bố mục tiêu hàng đầu là đánh bại Nga ở trong cuộc xung đột tại Ukraine. Mỹ và NATO chưa bình luận về các phát biểu của ông Putin. Thụy Sĩ quyết định không tịch thu tài sản đóng băng Nga bất chấp sự ép từ đồng minh. Trả lời hãng thông tấn RIA Novotis trong tuần qua, ông Fabian Smienfrix, người phát ngôn của Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế của Thụy Sĩ Seco, cho hay bất kỳ hành động nào cho phép quản lý hoặc sử dụng tài sản phong tỏa đều bị ngăn cấm, ngoại trừ các quy trình hành chính thông thường được thực hiện bởi các tổ chức tài chính như là hoạch toán lãi suất hoặc là tính phí ngân hàng trên tài khoản. Việc quản lý tài sản bị đóng băng trên thực tế thu hút nhà đầu tư mới, bán tài sản hoặc là trao đổi doanh thu Nhà chức trách Mai Flick lưu ý và chỉ ra tất cả những chi phí liên quan đến tài sản của Nga bị phong tỏa ở Thụy Sĩ nên do chủ sở hữu chi trả. Trước đó, thì chính phủ Thụy Sĩ đã bác bỏ việc tịch thu các khoản tiền bị đóng băng ở trong nước, nói rằng việc tịch thu tài sản tư nhân của Nga sẽ làm suy yếu hiến pháp và trật tự pháp lý hiện hành của Thụy Sĩ. Các ngân hàng của Thụy Sĩ cũng đã lên tiếng phản đối việc chiếm đoạt tài sản. Cho đến thời điểm hiện tại, không có cơ sở pháp lý nào cho việc tịch thu tài sản đóng băng, tuyên bố từ Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ nêu rõ trong tháng trước. Thụy Sĩ đang phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng của Mỹ và Liên minh châu Âu-EU ở trong việc giải ngân các khoản tiền đóng băng để tái thiết Ukraine, mặc dù đã có khoảng thời gian thảo luận về vấn đề này, song các nước phương Tây đều vấp phải những rào cản pháp lý. Cựu giám đốc của ngân hàng Deutsche Bank Joseph Ackermann gần đây đã cảnh báo quan điểm của Thụy Sĩ có thể khiến các nhà đầu tư đánh mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, khiến cho nước này sẽ mất vị thế là một trung tâm tài chính toàn cầu. Theo một báo cáo ở trong tháng trước của Seiko, Thụy Sĩ đang nắm giữ tài sản đóng băng trị giá khoảng 8 tỷ đô la Mỹ thuộc về các cá nhân người Nga. Nga nêu hai sự kiện khiến quan hệ với phương Tây không thể cứu vãn. Ngày 28 tháng 2, Phó Chủ tịch của Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev cho biết, ở trong bài viết đăng ở trên tờ Isvestia. Hai ngày có thể được coi là thời điểm khiến mối quan hệ với phương Tây không thể quay lại như cũ, lần đầu tiên là vào mùa thu năm 2008, khi mà phương Tây ủng hộ cuộc tấn công của Georgia chống lại người Ossetia, kẻ tấn công đã bị đẩy lùi nhanh chóng ngay lúc đó. Georgia là quốc gia từng thuộc Liên Xô tại khu vực Caucasus, giáp với Nga ở phía Bắc Quan hệ của Nga và Georgia luôn căng thẳng kể từ khi cuộc xung đột quân sự nổ ra vào tháng 8 năm 2008, khi Georgia tấn công hai vùng ly khai Abkhazia và Nam Ossetia. Nga mở chiến dịch can thiệp quân sự vào Georgia vào ngày 8 tháng 8 năm 2008 và kết thúc sau 5 ngày giao tranh. Georgia chịu thiệt hại nặng nề về lực lượng và cơ sở hạ tầng quốc phòng. Nga công nhận nền độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia, song hầu hết cộng đồng quốc tế không coi là hợp pháp. Điểm mấu chốt thứ hai là mùa xuân năm 2014 khi mà người dân Crimea bày tỏ ý nguyện của họ tại cuộc trưng cầu dân ý hợp pháp và đã vĩnh viễn trở về với đất mẹ. Ông Medvedev nói thêm, điều đó đã dẫn đến cơn thịnh nộ bạo lực bất lực của phương Tây và điều này vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ. Nga xác nhập Crimea vào lãnh thổ hồi năm 2014, Nga nói rằng kết quả trưng cầu dân Ý cho thấy hầu hết người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga, song Ukraine và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp. Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo này. Trong bài viết, ông Medvedev cũng cho rằng định kiến chống Nga và mong muốn chia cắt nước Nga của phương Tây đã khiến cho Moscow phải mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nỗi ám ảnh về việc chia cắt đất nước chúng ta cuối cùng đã dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Medvedev nhấn mạnh. Theo ông, việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ dẫn đến thảm họa. Tất nhiên, việc bơm vũ khí có thể tiếp tục diễn ra và ngăn chặn mọi khả năng nối lại các cuộc đàm phán. Phó Chủ tịch của Hội đồng An ninh Nga cho hay, kẻ thù của chúng ta đang làm điều đó mà không muốn hiểu rằng việc này chắc chắn sẽ dẫn đến thảm họa, mất mát cho tất cả mọi người, sự tàn vong ngày tận thế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 22 tháng 2 đã lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, mô tả cột mốc một năm chiến sự là nghiệt ngã với người dân Ukraine và cộng đồng quốc tế. Trong thời gian qua, các nước NATO do Mỹ dẫn đầu đã cung cấp vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đối phó với lực lượng Nga. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và người đồng cấp Đan Mạch Mati Frederiksen ngày 23 tháng 2 cho rằng các nước châu Âu cung cấp vũ khí cho Ukraine nhanh chóng và hào phóng hơn. Thẳng thắn mà nói, nếu không có Mỹ, Ba Lan và Anh, có lẽ Ukraine đã không thể tồn tại trong vài tuần hoặc vài tháng đầu tiên, ông Morawiecki nói hé lộ lý do EU tới nay luôn né tránh trừng phạt lĩnh vực hạt nhân của Nga. Theo đài Sputnik, tuần trước EU đã công bố một gói trừng phạt mới đối với Nga sau một năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào 87 công dân Nga và 34 tổ chức, bao gồm các tổ chức tài chính, Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan Tình báo đối ngoại SVR, Trung tâm nghiên cứu vũ trụ của nhà nước Khrushchev và tập đoàn truyền thông Russia Sergutnia tuy nhiên ngành công nghiệp hạt nhân của nga vẫn thoát khỏi danh sách đen mặc dù dần từ bỏ và cấm các mặt hàng năng lượng chính của nga như dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ khí đốt và than đá liên minh châu âu dường như không sẵn sàng ra tay với năng lượng nguyên tử về phần mình thì budapest có lý do chính đáng để phản đối một lệnh trừng phạt nhắm vào lĩnh vực năng lượng nguyên tử của nga Hiện nhà máy hạt nhân Park của Hungary được trang bị 4 lò phản ứng Viver 440 do Nga chế tạo và chủ yếu nhận nhiên liệu hạt nhân từ Nga, được cho là đã tạo ra khoảng một nửa sản lượng điện cho đất nước. Hungary không phải quốc gia EU duy nhất khai thác các lò phản ứng hạt nhân của Nga, trên thực tế có 18 lò phản ứng của Nga thiết kế đang được sử dụng ở trong khối. Danh sách các quốc gia có thiết bị hạt nhân do Nga sản xuất bao gồm Slovakia, Hungary, Phần Lan, Bulgaria và Cộng hòa Séc. Các nước đã hợp tác với tập đoàn Rosatom trong hai thập kỷ qua bao gồm Pháp, Thụy Điển, Đức, Anh và Hà Lan. Các phương tiện truyền thông chính thống của phương Tây chỉ ra thực tế việc hợp tác hạt nhân EU và Nga là thói quen mà châu Âu không thể bỏ được, theo các cơ quan cung cấp Euratom của EU, ESA, vào năm 2021, tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga đã cung cấp khoảng 20% urani tự nhiên cho các lò phản ứng của EU và cung cấp cho khối một số lượng đáng kể các dịch vụ chuyển đổi và làm giàu. Báo cáo của ISA đã cho thấy số lượng urani đã cho thấy số lượng urani giao từ Nga đến các cơ sở của EU chiếm khoảng 31%, tổng số urani giao đến khối tăng 8% so với năm trước. Năm 2021, các quốc gia thành viên của EU đã chi 210 triệu euro để nhập khẩu urani từ Nga. Theo nghiên cứu từ Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Russia, Phạm vi tiếp cận toàn cầu của tập đoàn Rosatom đang tiếp tục phát triển, trong khi ở EU, giá trị xuất khẩu hạt nhân của Nga tăng ở một số quốc gia EU bao gồm Slovakia, Hungary và Phần Lan. ISA chỉ ra rằng EU quyết tâm chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng nguyên tử của Nga, các lựa chọn đa dạng hóa cũng rất quan trọng đối với các quốc gia thành viên đang phụ thuộc vào Nga về nhiên liệu hạt nhân cho các lò phản ứng của họ phục vụ cho mục đích phát điện. Điều này đòi hỏi sự phối hợp và làm việc ở trong EU cùng với các đối tác quốc tế để đảm bảo tìm lại được nguồn urani thay thế và thúc đẩy khả năng chuyển đổi làm dầu và thúc đẩy khả năng chuyển đổi làm dầu và chế tạo nhiên liệu có sẵn ở châu Âu hoặc ở các đối tác toàn cầu ở EU. Tuy nhiên sẽ mất thời gian và nỗ lực để đa dạng hóa các nguồn cung cấp liên quan đến nguyên tử của Nga, ví dụ như là Bungary và Cộng hòa Séc đã ký hợp đồng với công ty Westinghouse của Mỹ để thay thế nguyên liệu của Nga nhưng quá trình chuyển đổi có thể sẽ mất ít nhất 3 năm. Theo Agnieszka Kazmiarzak, người đứng đầu của ISA, quy trình đa dạng hóa và dịch vụ làm dầu và chuyển đổi năng lượng nguyên tử có thể mất từ 7 đến 10 năm. Trong tháng 2, một lò phản ứng c 3 thiết kế Viver mới của Nga, đã đi vào hoạt động ở Slovakia. Trước đó, công ty nhiên liệu Trivel của Rosatom và công ty sản xuất điện của Slovakia Slovensky Electroni đã ký hợp đồng cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân ở nước này giai đoạn 2022-2026 với khả năng gia hạn hợp đồng đến năm 2030. Tương tự, Hungary đang thắt chặt mối quan hệ với Nga. Tháng 8 năm 2022, Budapest đã cung cấp cho Rosatom xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân mới ở nước này. Mục đích bí ẩn chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Lukashenko. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3. Ông sẽ gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và một số chức sắc khác cũng như là giao lưu với các lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc. Văn phòng của tổng thống Belarus cho biết trong một tuyên bố rằng chuyến đi này sẽ là sự tiếp nối của lộ trình lâu dài nhằm xây dựng các mối quan hệ hữu nghị và cùng có lợi giữa các quốc gia. Theo truyền thông của Nga và Trung Quốc, theo truyền thông của Nga và Trung Quốc, có một số lý do khiến cho nhà lãnh đạo Belarus đến Bắc Kinh. Đầu tiên, cách này sẽ thực sự xác nhận rằng các quốc gia tuân thủ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, điều khoản nói trên được thống nhất ở trong hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO vào tháng 9 năm 2022. Belarus không chỉ đạt được thỏa thuận với Trung Quốc mà còn đồng ý khởi động thủ tục gia nhập SCO các nhà phân tích giải thích rằng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện có nghĩa là bất kể thời điểm nào, bất kể tình hình quốc tế thay đổi như thế nào, hai nước vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ ở trong các vấn đề quốc tế chính trị, kinh tế và an ninh. Thứ hai, ông Lukashenko và đại diện của Trung Quốc rất có thể sẽ thảo luận về việc triển khai dự án một vành đai một con đường do chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ sáng kiến này ở trong tình cảnh hiện nay khi mà sáng kiến trên đang bị phương tây tấn công các nhà phân tích cho rằng dự án trên chắc chắn sẽ gây ra sự bất bình mạnh mẽ ở mỹ khi mà washington vốn coi trung quốc là đối thủ cạnh tranh và là mối đe dọa đối với quyền bá chủ của mình mỹ đang cố gắng ngăn chặn việc thực hiện sáng kiến này một cách có hệ thống bao gồm cả việc tạo ra hỗn loạn ở các quốc gia nằm dọc theo tuyến đường trong bối cảnh đó, sự tham gia của Belarus vào dự án đóng một vai trò rất quan trọng, tờ Polis Russia đã nói rõ. Thứ ba, Belarus là một đồng minh của Nga và giống như Moscow, Minsk cũng rơi vào các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong tình cảnh này, Belarus cũng có kế hoạch phát triển quan hệ đối tác với các nước phương Đông bởi không thể dựa vào phương Tây. Những gì đã diễn ra cho thấy ngày càng có nhiều quốc gia nỗ lực và việc tạo ra một thế giới đa cực, nơi mà Mỹ sẽ không còn là siêu cường duy nhất được phép làm mọi thứ theo ý muốn của mình chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Belarus Lukashenko gửi một tín hiệu tích cực đến thế giới, các nhà phân tích của tờ Polis Russia cũng cho biết. Cuối cùng, thứ tư trong chuyến thăm của Tổng thống Belarus tới Bắc Kinh, tất nhiên cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng sẽ nằm trong khuôn khổ thảo luận. Chỉ vài ngày trước, Trung Quốc đã gửi đề xuất dự thảo giải quyết tình hình một cách hòa bình và tài liệu này chắc chắn sẽ trở thành một trong những chủ đề trao đổi giữa hai ông Lukashenko và Tập Cận Bình belarus có thể đóng góp vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng bằng các biện pháp hòa bình tổng thống lukashenko cần trí tuệ trung quốc đây là một trong những chủ đề quan trọng ở chuyến thăm cấp nhà nước của ông ấy tờ báo nga tổng kết